Arsenal đưa ra quyết định chính xác trước phiên chợ hè. Trong ngày hôm qua, Arsenal đã phát đi thông báo chính thức về việc câu lạc bộ đã gia hạn hợp đồng với tiền vệ Mohamed Elneny. Ngôi sao người Ai Cập sẽ ở lại Emirates cho đến mùa hè 2024. Quyết định này khiến nhiều người hâm mộ không đồng tình bởi những đóng góp đến từ Elneny thực sự không đáng kể. Mới đây, anh còn dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mikel Arteta chắc chắn có dụng ý đằng sau việc giữ chân ngôi sao 30 tuổi. Kể từ sau khi đến Emirates, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã loại bỏ khá nhiều nhân tố không phù hợp, bất kể tầm ảnh hưởng, tình trạng hợp đồng hay mức lương của họ. Arteta muốn tạo nên một nền văn hóa mới tại Arsenal, đòi hỏi mọi cầu thủ phải đồng ý 100% với kế hoạch phát triển câu lạc bộ. Và mọi thứ đang được vận hành một cách trơn tru khi nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại. Pháo thủ trải qua một mùa giải tuyệt vời, thi đấu thăng hoa và sáng cửa giành chức vô địch. Nhưng không vì vậy mà họ bỏ qua yếu tố xây dựng đội hình. Chính vì thế, khi một cầu thủ dính chấn thương trong lúc tập luyện, đối diện với viễn cảnh không thể tìm kiếm bến đỗ mới, rõ ràng động thái mà Arteta đưa ra hoàn toàn hợp lý. Vài tuần trước, Arteta nói: "Cách chúng tôi đối xử với mọi người, cách chúng tôi sống cùng nhau và những gì chúng tôi mong đợi từ mọi người là cho đi tối đa. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, tôi nghĩ câu lạc bộ phải cư xử đúng đắn." Trên thực tế, Arsenal cũng đã làm điều tương tự với trường hợp của Santi Cazorla. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã được gia hạn hợp đồng khi trải qua giai đoạn khủng khiếp với chấn thương đe dọa nghiêm trọng đến việc giải nghệ. Động thái từ pháo thủ đã giúp Cazorla thắp lại hy vọng. Và dù đã ra đi vào mùa hè tiếp theo, nhưng anh tuyên bố sẽ luôn biết ơn đại diện Bắc London. Tiếp đó vào năm 2015, Arsène Wenger đã tự gia hạn thêm một năm cho Arteta, mặc dù thực tế là thuyền trưởng đương nhiệm Arsenal đã bị chấn thương vào mùa giải đó, khiến ông chỉ chơi 12 trận. Đây là một trong những ví dụ điển hình cho thấy rằng câu lạc bộ luôn đồng hành cùng các thành viên. Và để đáp trả lại, họ cũng cho thấy sự thiện chí. Elneny được cho là đã chấp nhận giảm lương để ở lại, một minh chứng cho thấy ngôi sao người Ai Cập mong muốn được đóng góp và tiếp tục trở thành một phần của câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc giữ chân Elneny cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch bổ sung tiền vệ trong mùa hè khi vấn đề tiền lương đã được giải quyết và cách sử dụng ngôi sao người Ai Cập như một phương án dự phòng vẫn đảm bảo cơ hội ra sân cho các tân binh. Hơn thế nữa, với Elneny, Arsenal hoàn toàn có thể hướng tham vọng sang những đấu trường khác. Kieran Tierney rời Arsenal tới Newcastle. Mùa giải năm nay, Kieran Tierney không được trọng dụng ở Arsenal. Cầu thủ 25 tuổi mới đá chính có 4 lần ở Premier League. Anh có một khoảng thời gian dính chấn thương, sau đó trở lại nhưng không cạnh tranh được vị trí với Oleksandr Zinchenko. Arsenal đang cạnh tranh chức vô địch Premier League và Arteta buộc phải sử dụng đội hình mạnh nhất cho các trận đấu. Điều đó khiến cơ hội đá chính của cựu sao Celtic là không nhiều. Thậm chí ngay cả khi Zinchenko phải ngồi ngoài vì chấn thương trong suốt tháng 10, Arteta vẫn ưu tiên sử dụng Takehiro Tomiyasu ở vị trí hậu vệ trái trước Tierney. Năm nay 25 tuổi mà cũng được đánh giá cao, cầu thủ người Scotland không muốn tiếp tục ngồi dự bị ở sân Emirates. Kieran Tierney có thể rời Arsenal ở hè 2023, qua đó được đá chính nhiều hơn. Newcastle sẵn sàng chi tiền mua cầu thủ 25 tuổi. Cụ thể, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chấp nhận chi 30 triệu bảng mua cầu thủ người Scotland ở hè năm nay. Cựu sao Celtic đang nhận 100.000 bảng một tuần ở Arsenal, và Newcastle cũng sẵn sàng đáp ứng cho anh mức lương tương tự nếu hậu vệ này chấp nhận chuyển tới sân St James Park. Trước đó, Arsenal chi 25 triệu bảng mua Tierney từ Celtic vào năm 2019, khi đó pháo thủ còn được dẫn dắt bởi Unai Emery. Arteta tất nhiên không muốn mất Tierney, ông dự định sẽ để anh đá chính khi Europa League quay trở lại. Arsenal sắp giành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo của pháo thủ được cho là sẵn sàng chen ngang trong cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh phải đang thi đấu cho Inter Milan, Denzel Dumfries, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Dumfries là hậu vệ cánh phải trưởng thành từ màu áo của PSV và thi đấu cực kỳ ấn tượng. Anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đội bóng hàng đầu châu Âu nhờ vào nền tảng thể lực bền bỉ, tốc độ cực tốt cùng khả năng hỗ trợ tấn công đa dạng bên hành lang cánh trái. Từ tạt bóng tới các pha dứt điểm, Dumfries đều thực hiện rất tốt, nên đó là lý do khiến cho các tuyển trạch viên bị ấn tượng bởi cầu thủ người Hà Lan này. Thi đấu trong màu áo của Inter sau khi đội bóng từ Italia chính thức hoàn tất bản hợp đồng với PSV vào năm 2021, khả năng của Dumfries càng được trau dồi và củng cố. Hậu vệ cánh này cũng chơi cực kỳ nổi bật trong màu áo tuyển Hà Lan ở kỳ World Cup 2022 trên đất Qatar. Đặc biệt là trận đấu với tuyển Mỹ khi anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho đồng đội lập công, qua đó trở thành cầu thủ chơi hay nhất trận. Cái tên Dumfries từ lâu đã trở nên rất hot trên thị trường chuyển nhượng. Chính vì thế các ông lớn của bóng đá châu Âu cũng đang rất quan tâm tới cầu thủ này. Điển hình là Man United và Chelsea là hai câu lạc bộ theo rất sát tình hình của Dumfries tại câu lạc bộ. Inter được cho là sẽ đồng ý bán cầu thủ người Hà Lan nếu nhận được một khoản phí rơi vào khoảng 50 triệu euro. Trước tình hình đó, Arsenal cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của hậu vệ cánh phải này. Theo TalkSport, Arteta được cho là không hài lòng với cánh phải của pháo thủ hiện tại, nơi có sự hiện diện của Tomiyasu và Ben White.
đặc biệt là sau màn trình diễn thất vọng của cầu thủ người Nhật trong trận đấu với Man City, bởi anh mắc lỗi trực tiếp giúp Kevin De Bruyne dễ dàng ghi bàn cho The Citizens. Arsenal lên kế hoạch ký Rice. Dù đã bổ sung Jorginho ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, nhưng Arsenal vẫn muốn chiêu mộ thêm một nhân tố trẻ trung, đẳng cấp để ổn định tình hình tuyến giữa. Pháo thủ dành sự quan tâm đặc biệt đến Declan Rice của West Ham United. Football Insider tiết lộ người đại diện của Rice thường xuyên liên hệ với Arsenal và quá trình đàm phán diễn ra khá thuận lợi. Pháo thủ sẵn sàng chi đậm khi đưa ra hợp đồng trị giá 200.000 bảng mỗi tuần cho Rice, đồng thời gửi đến West Ham lời đề nghị trị giá 70 đến 80 triệu bảng. Người Jorginho làm thân đầu tiên ở Arsenal. Khi được hỏi liệu anh có vui khi được làm đồng đội với tiền vệ người Thụy Sĩ hay không, Jorginho đã có một câu trả lời đơn giản và khen ngợi tính cách tốt bụng của Granit Xhaka ở bên ngoài sân cỏ. Cặp đôi này đã đi ăn tối ngay sau khi việc chuyển nhượng của anh đã hoàn tất và cựu ngôi sao của Borussia Mönchengladbach đã quyết định trả tiền. Phát biểu với bên Sports, cầu thủ người Ý cho biết: "Vâng, tôi rất vui. Trước đó chúng tôi đã có một vài xích mích trên sân, nhưng ngoài sân cỏ, cậu ấy là một chàng trai thực sự tốt và giờ chúng tôi đã có những tiếng cười vui vẻ." "Vâng, bên ngoài sân cỏ Saka thì khác. Tôi đã hỏi cậu ấy rằng tôi có thể đi ăn tối ở đâu quanh đây vào một ngày khác và cậu ấy đã đặt chỗ cho tôi và cũng không để tôi trả tiền. Tôi giống như, ok, cảm ơn rất nhiều. Vì vậy, vâng, cậu ấy là một chàng trai thực sự rất tốt và tôi rất vui vì có thể nhìn thấy khía cạnh khác của cậu ấy."